Đây là con đường tránh quả thị trấn huyện Chư Sê nhé. Và lô đất mình giới thiệu cho các bạn này, nó có cái ranh giới từ cái hàng cà phê bên đây nhé. Và đi sang tới bên đây là 14 mét nhé. Và đi sâu vào là 40. Và có 280 mét đất thổ cư các bạn nhé. Và từ đây thì chúng ta về tới trung tâm huyện, gồm có chợ, siêu thị, công viên, rơi vào khoảng 2 km nhé. Chưa đầy 2 km là chúng ta đã về tới chợ rồi. Và chúng ta về tới ranh giới của thị trấn Chư Sê này. Ranh giới thị trấn Chư Sê nó nằm ngay ở cái đây này, cái chỗ ngã tư giao nhau giữa đường quốc lộ 25 và đường tránh á. Từ đây ra đấy thì nó rơi vào khoảng 300m nhé, 200 đến 300m. Và lô đất của chúng ta là hai mặt tiền đường nhé, mặt tiền đường tránh và mặt tiền đường phía sau. Và lô đất của chúng ta thì có hướng tây nhé, và đất của chúng ta thì cao hơn mặt đường. Đây là một địa thế cũng khá đẹp. Và hướng đây thì chúng ta đi về Đắk Lắk và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh nhé, và qua các tỉnh Đông Nam Bộ nhé. Còn hướng này thì chúng ta đi về thành phố Pleiku nhé, và chúng ta cũng đi ra ngoài Bắc luôn. Và lô đất của chúng ta thì có cái địa chỉ tại xã Gia Ba nhé, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 100 triệu một mét nhé, 100 triệu một mét nhân cho 14 mét thì đâu đó nó rơi vào khoảng 1 tỷ tư các bạn nhé. 1 tỷ tư thì mình nghĩ đây là một miếng đất cũng khá rẻ. Nằm ngay mặt tiền đường tránh. Đường này thì cũng là đường quốc lộ 14 rồi các bạn nhé. Đường tránh nhưng mà cũng là đường quốc lộ 14 rồi. Đấy. Và giá chủ nhà đưa ra thì cũng chỉ có 100 triệu một mét thôi. Thì mình nghĩ đây là một cái giá cả cũng rất là hợp lý các bạn nhé. Nếu các bạn có quan tâm tới lô này thì hãy kết bạn Zalo với mình để gửi sổ sách pháp lý nhé. Và cho gặp trực tiếp chủ để đàm phán giá cả tốt nhất nhé.